Châu Văn Chương mới về. Em mừng đi em. Em hạnh phúc đi. Cái giấy tờ bảo tờ cho em nó về, nó approve rồi nè. Approve tháng 6 25/2020 tới tháng 10 24/2020. Em phải, anh gửi giấy tờ về cho em rồi, em phải em phải in la để em đưa cho văn phòng ở gì ở Việt Nam á. I am Châu Văn Chương. My fiance is coming. Our immigration paper is approved. As you can see from this letter from the United States. Thank you very much.